Bây giờ mình múc ít canh ở đây này, rất là ngọt luôn, canh này dùng lâu nên rất là ngọt. Đây cái nước dùng này chan chan bún là quá tuyệt vời luôn. Đây, xin chào cả nhà nhá. Hôm nay mình lại có mặt tại nhà anh Dướng này. Dạo này thời tiết xe lạnh nên là mấy anh em tổ chức làm tí nồi lẩu. Đây là chim bồ câu nhé mọi người nhé. Hôm nay anh Dướng sẽ làm món lẩu chim bồ câu. Đây là bát tiết này, năm con chim rất là nhiều tiết. Khá là lâu mình không ra video cho mọi người xem. Dạo này công việc bận quá nên không quay được cho mọi người. Chỗ này nãy vào bao nhiêu cân anh? Mua tính con hay là tính theo cân? Tính con à. Đây là chỗ rau xanh để lát ăn ở lầu. Chưa rửa, nãy mình vừa mới nhập xong. Cái này là ngọn lá ớt nha mọi người nhé. Cái này là nồi canh à? Cái nồi canh à? Đây là nồi canh nhé mọi người nhé, nước dùng nhé. Đây là cái chân lợn này. Chân giò lợn. Có ai cân thịt không chỗ này ấy? 5 con à? 5 con thì mỗi con nó rơi vào tầm mấy lạng nhỉ? 5 con nó rơi vào tầm mấy lạng nhỉ? 4-5 lạng. Đến 5 lạng là to rồi nhỉ? To hết cỡ ấy nhỉ. Cái này bồ câu Pháp hay bồ câu gì nhỉ? Bồ câu Pháp mới to này chứ phải không? Hơi tối, cho ít ánh sáng. Nhìn quả ức nó dày nhỉ. Cái này họ chả nuôi nửa năm là nó lớn thế này rồi phải không? Bọn này chắc khoảng 4 tháng. 4 tháng rồi nhỉ. Đây và đây là cái nguyên liệu để anh Dương anh pha cái nước dùng nha mọi người nhé. Nước lẩu đây. Khối gì nhiều nhỉ? Ớt này. Ớt xả, hành khô, nấm hương à. Có cà chua với cả dứa nữa nhé mọi người nhé. Làm nước dùng khá là nhiều gia vị đấy. Khá là nhiều thứ tạo nên một cái nồi nước dùng. Và đây là cái cổ cánh, tí cũng xào luôn với cả cái chỗ này đấy mọi người ạ. Để cho nó ngọt. Chỗ này là mình sẽ cho xuống cái nồi lẩu trước. Cho ở nước dùng luôn. Còn ở bên chỗ thịt này là mình sẽ nhúng ăn. Có cái lòng dưa nữa. Có cái thuốc. Chưa gì đã thơm rồi mọi người ạ, rất là thơm. Thơm rồi đấy. Đây và đây là cái nồi nước dùng nha mọi người nhá. Nãy anh Dương anh có cho ít tiết nó xuống tạo màu. Nước dùng này là có chân giò lợn này, móng giò lợn này. Xong rồi những cái thứ nãy xào ở bên chảo bên này. Cái bóng giò này cho lên nồi lẩu tầm 1 tiếng là nó nhừ ngay mà nhỉ. Nhừ nhanh mà. Tuyệt vời đấy. Hấp dẫn quá. Cùng nồi lẩu đã xong rồi mọi người. Đây hôm nay là đầu tháng và cũng như đầu tháng vừa rồi thôi, cũng vẫn những cái thanh niên của tháng trước. Tháng vừa rồi ăn tiết canh ngựa nhưng mà không biết là mấy anh niên có đỏ hay không, mà nãy hỏi vẫn chưa trả lời. Không biết kiểu gì mấy ông này. Thế nào tháng này quyết định là thôi ăn chim bồ câu, có cánh nó bay được hơn tháng vừa rồi không? Tháng này là ít mi. Đây rau, rất là nhiều rau xanh. Ăn tẹt luôn. Hôm nay ăn nồi lẩu chim bồ câu thì cũng chỉ có muối chim bồ câu thôi nhé mọi người nhé. Này nhìn
Nhìn nồi nước dùng quá hấp dẫn luôn. Và đây là món rượu. Hello. Đây là rượu nha. Rượu rượu ngô. Ở quê mình thì toàn rượu ngô thôi. À đây là giới thiệu luôn mọi người, đây bún nữa này. Cái nấm này không có đả này. Tôi không thấy. Chưa đâu. Thấy. Ngon với vợ chả sao. Đây này, một câu toàn thịt là thịt thôi nhỉ. Thịt đổ Âu ngon đây. Lấy rồi. Hả? Vậy là cái miếng gan cái hình như khoan được đâu mà. Phải không? Khoan được. Khoan được phải không? Nó độc. Nó chỉ để làm canh thôi phải không? Ăn đi ở đấy. Có ai á? Có ai không? Còn ai nữa không? Gọi đi. Mà này người hơi 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 thiếu nhỉ, hơi thiếu đội hình, chưa đủ mâm ấy, kiểu chưa đủ mâm ấy. Đây mời mọi người nhá. Đây. Thế bà không làm chén à? Không. Thôi thế mời mọi người nhá. Hai à, rượu ngon nhỉ. Rượu men lá nhà này ngon. Đây hình bát nước chấm của mình. Sao tiền sao? Tiền là sao? Phát biểu. Chưa được miếng nào nên là chưa phát biểu được. Đang vậy lấy học tranh. Anh hứa anh làm vào nồi lẩu bồ câu để bán ấy. Có. Thật á? Làm hết rồi. Thế anh cứ phải làm nhiều vào cho em bọn em ăn thử xem gọi là làm đến khi nào gọi là nó kiểu là đến tuyệt đỉnh đấy. Cái này thôi. Thế này chưa tuyệt à? Đã được miếng nào đâu mà biết. Làm múc rượu mở cái tay này. Thật đấy. Bây giờ mình thử làm một miếng xem nào. Mình ăn ăn miếng thịt trước mình cho cảm nhận cái nhỉ. Thịt chín rồi, mình phải ăn cái kiểu nó đây là gì? Nó hơi hơi chín tới mới ngon. Hả? Đây mình làm miếng thịt này mọi người. Đây còn hơi đỏ đỏ mới ngon này. Nó mới cao nó mới. Đây béo thật nhỉ, chim béo thật. Toàn mỡ là mỡ này, nhưng mà ăn mỡ mới ngon. Chắc là nó nuôi cá mà các bạn nhỉ. Ghế có người hay ghế ngồi không cao cao nhỉ. Chả thấy gì đây này, ba cái. Đây mình phải ngồi ba cái ghế này. Ghế nhà ông giữa ông thiết kế hơi thấp. Đây mình làm miếng thịt này mọi người nhá. Nào. Chưa ăn lẩu bồ câu bao giờ. Thì luôn. Cái này hãm hãm cho nó xuống. Bé bé một tí thôi. Mai cắt lại chân bằng anh Mai làm gì đâu đúng không? Mai cắt lại chân đi. Tiếng hỏi. Lấy ra cắt. Mùa ăn nó. Nào này ăn búa đầu đầu tiên đi. Đây thì đây. Đây, đây, đây. Măm măm. Ngọt thật sự. Măm măm. Làm miếng rau nào. Ăn ăn thịt chín đây. Đây ăn nấm kim. Ăn thử miếng. Kéo đâu? Nấm kim với cả rau gì nhỉ? Rau cần. Anh lấy kéo làm gì đây? Thăng măng à? Nó lọc lọc mẹ rồi. Ngon quá. Thế nào Tún ngon không? Nhưng mà ăn lẩu chim bồ câu này ăn lần nào chứ hay là lần đầu tiên? Đầu tiên à? Thế Khải cũng lần đầu tiên à? Ừ, làm phát á. Có vẻ làm mấy phát thì cũng mới được nhỉ? Ừ. Làm riêng á? Làm riêng. Ok. Cũng có cho tam rượu tứ vậy nhỉ? Ừ. Thôi nhỉ, đi bắt tay sau. Thế là tuyệt vời. Đây nhá mọi người nhá, đây là cái lá ớt nhá. Ngọn. Ngọn ớt. Ngọn ớt này. Ngọn ớt này ăn rất là ngon luôn, nhúng lẩu ăn tuyệt vời. Đúng rồi, hôm nay lấy cả lá đu đủ. Nhưng mà anh lấy hơi ít hay là hết rồi? Lúc nay tối không kịp nhận. Ở đây á? Ở quanh nhà hay ở đâu? Hay đây đâu? Hả anh đâu? Quanh nhà đi. Quanh nhà. Bây giờ cứ phải nói quanh nhà đây vào. Đây này, cái lá ớt này rất là ngon luôn nhá. Mà không biết là có thành cái vị thuốc gì không nhưng mà biết lai lỗ nào. Mà cho vào mồm rất là ngon luôn mà người. Năm nay được hết năm. Đây. Đây cái lá ớt này, mình nhúng nước sôi này. Mình đâu quan trọng đâu mà. Rất là ngon. Đấy, mời mọi người nhá. Cuối năm nay cũng có 180 mưa. Ừ. Em nó thơm thơm, ngon ngon. Tuyệt vời. Không sợ. Tiền bù à? Ôi giời, tiền nhà nước cho anh phải đền bù. Đây giờ ăn được một lúc, giờ mình sẽ ăn bát bún. Dạ, anh gọi sai mẹ em nhé. Đâu là mượn, em mượn cái môi ấy, được chưa? Anh gọi em cô. Đây giờ mình múc ít canh ở đây này. Rất là ngọt luôn. Canh này dùng lâu nên rất là ngọt. Đúng không? Đúng, chứ bộ nhé. Đây cái nước dùng này chan đấy, chan bún là quá tuyệt vời luôn. Ở các thể loại. Mua để đâu ấy nhỉ? Hả? Mua để đâu nhỉ? Mua để nuôi lấu. Con ở im để ăn. Ok.
qua chơi cả ngày mà đúng. Để ăn bún này Tuấn, nhưng mà ngon không? Ăn canh ngon không? Hôm qua chơi anh cả ngày mà canh này là canh nồi lẩu chim bồ câu. Chơi anh cả ngày. Ngọt phải không? Quá ngọt luôn, mình ăn miếng rất là ngọt luôn mà. 3 người một giường phải không? Quá tuyệt vời. Bún này bún tự làm thì rất là ngon. Làm bằng tay mà, tự làm mà, rất là ngon. Bún này bún gọi là bún dân tộc rất là ngon. Khải ăn miếng ngon không? Khải. Từ lâu bảo là chưa được ăn bún tay, bao giờ ăn thử miếng ngon không? Cho khán giả biết được xem là như nào. Thế còn cái bún mình ăn ở quán chị Thanh cũng là bún tay không? Đúng. Cũng như này. Tuyệt vời phải không? Đấy, rất là ngon luôn mọi người ạ. Ăn Tao không có những miếng nhá. Tao phải tối đi, mua cho tối đi kinh lâu không? Tối đi, mình cười.